Xin chào anh ơi, hôm nay ngày 1 tháng 5, 2020, tại làm video này để muốn chia sẻ với anh em một cái nguồn Black Kid non năm nay, tại vì sẽ khác mọi năm, mà sẽ tìm kiếm cho anh em những chú Black Kid đẹp nhất. Để anh em có chim thi, chim chơi trong năm 2020. Vậy nên là hôm nay, năm nay tài chuẩn bị khá nhiều. Tuy nhiên là cái diện tích ở đây nó không được rộng lắm. Nhà mình không được rộng lắm nên là nó để chim nó không được thoải mái. Nên là trong clip thì anh em thấy có gì bất cập anh em thông cảm giúp. Thì sau đây tài sẽ không nói gì nhiều hơn cho anh em xem những chú và lá chít 2020. Đây là hạt phun lông, anh em xem đây nhé, mình cho anh em xem luôn này. Thời gian mùng 1 tháng 5, đây là hạt phun lông. Hôm nay mình để những chú Black Kid đẹp để cho anh em có thể phải tập luyện sau khi mùa đại dịch Covid-19. Cho anh em xem toàn hàng đẹp. Đây có những con nó vào phun lông rồi. Mình để cho khi để ít thì còn để được, cứ để nhiều chặt này nó không được thoải mái lắm. Mỗi con chỉ được một đoạn này thôi, là mình nó còn tiếng chim nữa, người đứng cái tai luôn. Đây là hàng hậu bị, hàng này thì là hàng non, đây chắc là hàng non rồi. Cả tháng này ạ, nó để một hôi ra thì rộng, mà hết hơi luôn. Xem từ đầu mùa rồi, tại vì dịch tiết nó cũng chẳng không thể gửi được cho anh nhé. Để cho anh em thấy mình đã chuẩn bị rất là nhiều cái lắp đẹp cho anh em khi cho năm nay. Rất mong là anh em đã ủng hộ và rất mong tất cả những chú chim này sẽ được anh em cho thảo luận trên bầu trời. Cảm ơn anh em đã theo dõi.